Ê, ngày nào cũng có ba cái chuyện tham nhũng tham nhiếp nặng chạy án. Rồi 500.000 đô hả? Khủng khiếp. 10 tỷ. Trời ơi, thiệt 10 tỷ trời. Đúng là đúng trời đất. Băng bỏ, băng bỏ. Băng à? Bắn ai? Bắn ai? Không, 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 trời ơi, xin lỗi. Ngồi đi Năm. Ê, tôi nói mệt mỏi lắm rồi. Ba cái vấn nạn mà tham nhũng hối lộ bây giờ đó là quá vượt ra sức chịu đựng của anh em tụi mình hết rồi. Không lẽ bây giờ có tiền là làm được mọi chuyện, kể cả chuyện đuổi trắng thay đen hả Năm? Ôi, tôi cũng buồn lắm chứ. Là sao mà ông bi quan quá vậy? Những cái chuyện này đen tối này nè, người ta đã đưa ra công luận rồi. Trời, anh nói cũng phải. Nhưng mà cái bọn tham nhũng hối lộ bây giờ đó, trời ơi, nó trăm phương ngàn kế, từ trắng trợn đến tinh vi. Để đạt được mục đích nó không từ một cái thủ đoạn nào cả. Đấy, báo chí đăng làm sao mà cho xiết được. Không nói đâu xa, nghe cái chuyện thằng Nhân cháu tôi muốn bể cái đầu luôn. Thằng Nhân nó làm sao? Chuyện cơ quan nó đề đạt cán bộ nhân sự. Mời người thứ nhất. Dạ, chào anh. Dạ, em gửi anh cái này. Cái gì đây? Dạ, cái này là quà của đơn vị hôm trước mình xuống thanh tra đó anh. Thì qua thanh tra cũng không có thấy sai phạm gì nghiêm trọng. Cho nên tụi em cũng đã nhắc nhở. Anh em gì đó mừng lắm. Nói là đoàn thanh tra của mình rất là sáng suốt. Không được, đem đi ngay. Có chút quà của anh em ở dưới đó gửi cho anh gọi là. Không, cậu hãy đem trả cho người ta ngay. Ba cái vấn đề này bây giờ báo chí nó đang nhan nhản như thế này nè. Muốn chết hả? Nhưng mà đây là tình cảm, đâu có gì sai phạm đâu anh. Tôi nói không được là không được. Bây giờ cậu hãy đem trả ngay cho người ta. Nếu không hả, tôi sẽ kêu người lập biên bản ngay. Mời người thứ hai. Dạ, em chào anh. Gì đó? Dạ, cái này là hồ sơ đấu thầu, em gửi anh xem lại anh. Dạ. Vậy hả? Dạ. Ủa? Cái này cái gì đây? Dạ, cái này là cái này là cái bên B hôm bữa nó trúng một cái gói thầu phụ đó anh. Người ta nói chung là người ta có nhã ý muốn gửi cho chút đỉnh tiền bồi dưỡng để gọi là quản lý phí đó anh. Là mang cái kiểu gì vậy? Hả? Dạ. Đấu thầu ở đây là khách quan, là vô tư, thấy không? Chứ đâu phải là tình cảm riêng tư gì đâu. Mà làm như vậy đó, cái chỗ đó nó tưởng đâu là công ty của người nhà của mình. Cậu mang về ngay đi. Dạ, nhưng mà báo cáo anh đây là... Mang về ngay! Mời người thứ ba. Dạ, em chào sếp ạ. Dạ, sếp khỏe không sếp? Bình thường. Dạ, cảm ơn sếp. Ngon. Dạ, sếp cũng bình thường hả? Dạ, thấy sếp lúc này sếp hơi xuống hả sếp? Làm cho sức khỏe của sếp tụt hay sao á? Sếp ơi, em cũng biết là sếp lo sắp xếp tổ chức rồi đề bạt cán bộ, rồi đề bạt rồi khen thưởng các thứ cơ quan, rồi sếp bệnh chứ không có gì á. Dạ, cho nên là bố em có đi Trung Quốc. Dạ, mua xăm cao ly về biếu sếp làm quà. Dạ, khỏe lắm. Ôi, sếp uống vô khỏe lắm, trị bá bệnh luôn. Dạ. Bài đặt cái này xăm cao ly hả? Dạ, tốt lắm á sếp. Lội tốt á. Dạ. Bài đặt cái gì không biết, thôi được. Dạ, rồi hay không. Vậy, chuyển lời là tôi cảm ơn bố cậu. Dạ, cảm ơn sếp. Mà thôi đem mang về đi ha. Dạ không, sếp không, mang về đi, tôi nói rồi, xui không khỏe lắm. Không phải sếp đâu. Dạ không, không phải, cái này cái lòng của bố em mà sếp. Tôi nói lần cuối cùng cậu mang về đi. Dạ em cũng nói cuối cùng là sếp. Mang về đi. Thank you.
thưa chị, em chào chị. Ủa chú Nhân kiếm tôi, có chuyện gì chú Nhân? Dạ dạ thưa chị, dạ em có chút quà em biếu anh chị. Quà hả? Dạ chú chờ tôi chút nha. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. À, nó lạ quá. Chú ngoài đừng có. Trời ơi, trời đù quá. Trời ơi, vui quá. Con, tôi bắt chú hết con. Chú Nhân nè, nhớ không con? Nhớ không? Nhớ nó lớn cho chú nghe coi. Nhớ. Đó rồi, nhớ mới đúng chứ. Đây này, chú cháu mình, đây này có bài cho con. Chú có bài cho con, ha. Con xuống xe con coi. Ừ. Bước xuống. Đâu chú? Trời ơi, nghĩa gì chú cháu mình mà. Quá. Ủa còn cái gì nữa nè? Mai. Xuống xe. Tắt máy đi. Dạ chào sếp. Cậu làm cái trò gì đó? Dạ em gửi cho mấy cháu ăn bánh. Không cần, hãy dẹp mấy cái trò đó đi. Còn cái chức trưởng phòng đó, cậu hãy quên nó đi. Dạ em đâu thôi có... thôi đừng nói nhiều nữa. Bây giờ tôi cho cậu nghỉ việc 2 tháng. Để về trồng dưa, để biết thế nào là giá trị của sức lao động. Trời đất ơi, cái thằng ấy bậy bạ thiệt á. Ừ. Rồi sao anh? Thì bị đình chỉ công tác về trồng dưa thiệt chứ sao. Thế rồi sếp nó có tha thứ cho nó không? Tha hả? Ai tha ai? Dạ em chào sếp ạ. Ngồi đi. Dạ. Dạ thưa sếp. Dạ em theo lời chỉ thị của sếp, em về nhà em trồng dưa. Vậy à? Dạ em biếu sếp vườn giấy thảo cái dưa của em trồng. Dạ dưa ngon lắm sếp ơi. Dạ. Dạ em mời sếp ạ. Có phải cậu trồng không? Dạ dạ chính tay em trồng luôn á sếp. Vậy à? Dạ. Cực khổ lắm. Để coi. Dạ sếp giúp đỡ giùm em. Dạ nói đó sếp. Thôi được rồi. Dạ. Để đây đi. Trời ơi. Em chân thành cảm ơn sếp. Biết lao động như vậy là tốt. Trời ơi. Mình ơi. Mình. Gì vậy em? Siêu. Quá siêu. Thật là siêu. Óc sáng tạo của con người thật là phong phú và bí hiểm vô cùng đó. Bởi vậy là càng chống tham nhũng hối lộ bao nhiêu thì tình hình nó lại càng trở nên phức tạp đó. Nhưng mà ông Tư này. Dạ. Chẳng lẽ cả xã hội mình phải làm ngơ trước cái vấn nạn này hay sao? Thôi được. Hả? Đi. Đi đâu? Anh đi với tôi. Đi đâu? Đi. Trời ơi. Trời ơi, từ. À, xin lỗi bà chị và cậu đây. Cậu đây là... Dạ, con là sinh viên. Vậy à, xin bà chị và cậu cho biết thái độ trước vấn nạn này. Hối lộ à? Dạ.
phải chống, phải triệt để chống. Dạ. Tại sao là có những người ngồi mát bằng bắp vàng, trong khi những người khác lại cung cấp vàng cho họ để họ cũng có mát. Nói chung là phải chống. Thôi 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 con trai ơi, người ta có mát thì mình mới có mẻ, thấy không? Con cứ chống 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 hoài rồi làm sao con học, rồi làm sao con thi đậu, mai mốt có còn thế chỗ của họ nữa. Không, phải chống. Xin cảm ơn. Dạ thưa ông nghĩ sao chuyện với vấn nạn này à? Chuyện hơi lộ à? Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cái chuyện hối lộ hả? Muốn chấm dứt hối lộ á, thì người đưa hối lộ á phải bị tội nặng hơn người nhận hối lộ. Thí dụ, người đưa hối lộ á 10 năm tù giam thì người bị hối lộ 1 năm tù treo. Tại sao? Bởi vì người không đưa hối lộ thì làm gì có người nhận. Tóm lại, anh đưa hối lộ có nghĩa là anh chủ động tấn công người khác. Thế cô nghĩ gì trước vấn nạn này? Hối lộ chuyện tình nghĩa với nhau mà, chống mà làm chi? Kẻ có cơm thì người cũng có cháo, biết đâu được mai mốt mà ổng lên mình lại vui vẻ với nhau nữa. Dạ cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, trên đây chỉ là những phát thảo mang tính gợi ý về một vấn nạn mà cả xã hội đang quan tâm. Quý vị khán giả nào có những giải pháp hay, xin gửi thư về chuyên mục Kính Đa Trọng. Những người thực hiện sẽ chọn lọc ra những giải pháp hay nhất để dàn dựng và phát sóng trong chương trình tiếp theo. Quý vị khán giả nào có giải pháp hay được chọn, chúng tôi sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành cho quý vị. Tất nhiên, phần thưởng đó không phải là tiền vàng hay hộp xoàng, và đặc biệt không phải là chức trưởng phòng.